Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng ta đang có mặt trong chế độ Giấy Cả Thế Giới, ngày hôm nay giới thiệu cho anh em một thủ thuật. Ok. Đầu tiên thì anh em cứ nhảy dù xuống cái đã nhỉ. Chỉ chạy một cuốn máu thôi anh em ơi. Anh em khỏi cần lượm súng nữa làm gì cả. Chạy với một tốc độ bàn thờ xem là cái địch sấy anh em như nào. Đậu xanh. Ui, vãi trưởng. Vãi trưởng mình không S tính năng Claw, chạy nhanh chạy nhanh. Chạy nhanh các bạn ơi, không có S tính năng Claw mà. Thế kia có giày gọi là giày phản lực rồi. Nhưng mà mình chơi Kelly thì kia đuổi bằng niềm tin nhá. Có giỏi đuổi mình đi bạn ơi. Bạn có đuổi theo mình bằng niềm tin. Mình chơi Kelly mà bạn ơi. Tí nữa mình còn bật cái giày phản lực lên thì bạn chịu chết với mình luôn nhé. Ở đây xem là chúng ta có gì nào. Wow, không có gì cả. Con này coi. Thế là mũ 2 này. Cái mình cần là giày phản lực cơ anh em ơi. Ok. Thằng này. Ui, chúng nó chạy rồi anh em ơi. Từ từ. Làm sao muốn gì. Bay hả bạn ơi. Có vẻ bay cao nhỉ. Nhưng mà mình có súng cơ dụng nha bạn ơi. Thằng nào nữa vậy. Thằng nào lại bay cao nữa vậy. Để mình coi từ từ anh em ơi. Mình chạy qua cái đã nhá, nếu mà kiếm được cái giày cái đã. Ok mọi người, được chưa? Thêm máu các kiểu này giày này. Vứt xuống đi được rồi anh em ơi, bật tính năng phản lực lên này. Sau đó từ từ anh em hạ độ cao nhá. Đây, các bạn nhấn vào cái nút chạy nhanh này. Rồi, tốc độ bàn thờ. Ngon lành. Anh em thấy chưa, chạy cái kiểu này thì nhanh hơn cả hay rất nhiều rồi anh em ơi. Anh em lướt với một cái tốc độ phải gọi là vô cùng là nhanh nhá. Nhưng mà anh em phải xuống dưới thấp cơ. Lên trên này thì nó cũng bình thường thôi à. Lướt chạy nhanh phía trên này. Ôi đậu xanh. Đậu xanh vãi trưởng cuốn máu cái đã. Làm gì mà căng đây. Đó các bạn phải xuống dưới thấp thì anh em mới lướt với một tốc độ bàn thờ được. Trên cao thì nó không bàn thờ lắm đâu anh em ơi. Trên cao mình cảm giác nó hơi chậm mà hình như là tốc độ như nhau à. Thử coi. Xuống dưới thấp mình cảm giác nó lướt nhanh hơn anh em ơi. Ok này. Đó, xuống dưới đất này anh em lướt rất là nhanh luôn nhá. Đúng rồi anh em ơi. Dưới đất nó nhanh hơn thật. Úi giời, làm sao xế anh đi. Anh chạy nhanh như này, các chú sấy bằng niềm tin và hy vọng nhá. Mình trêu nó luôn anh em ơi, chạy lại trêu nó. Hey bạn ơi, sấy mình đi này. Sấy mình đi bạn ơi. Úi dồi, sấy mình đi bạn ơi. Mình cứ chạy lại, mình trêu một đứa ở đây anh em ơi. Sao có giỏi các bạn sấy mình đi. Sấy mình bằng niềm tin và hy vọng nhé. Ok. Ngon lành anh em ạ. Khá thú vị. Các bạn thì có sấy mình bằng niềm tin à. Mình cứ chạy với một cái độ tốc độ bàn thờ như này. Tốc độ sớm thôi anh em ơi. Thủ thuật cực hay khi mà anh em chơi trong chế độ sấy cả thế giới nhá. Ok, mình có 5 tính máu này. Chạy cái kiểu này nhanh hơn ô tô rất nhiều rồi anh em ơi. Anh em chạy ô tô thì cũng không chạy lại bằng được cái tốc độ này. Qua trêu chúng nó này làm sao. Ui thực kiên nó cũng chạy như mình vậy à. Làm sao anh bạn ơi. Từ từ mình chạy nhá, mình không chơi với bạn đâu nha. Bắn đi bạn ơi. Bắn mình bằng niềm tin và hy vọng nha bạn ơi. Đang xuống dưới rồi các bạn ơi. Ok. Cứ chạy thôi anh em ơi, chạy đi trêu chúng nó thôi. Chứ anh em thực tế là không cần phải ăn mạng làm gì cả. Đây, xuống dưới ăn cây N3 củ này. Ôi vãi trưởng, từ từ, mấy bạn ơi đừng có bắn mình, mình sợ bạn ơi. Đậu xanh tranh thủ ăn cái nấm cái bị cho chúng nó bắn này. Bị cho nó bắn kinh vãi trưởng. Từ từ đây, EP nó đang cộng lại với HP rồi.
cậu khá là chậm nhưng mà không sao, kẹo nghĩ là kẹo vẫn tự tin chiến thắng được anh em ạ. Chạy với tốc độ gọi là nhanh như này cơ mà anh em. Anh em lướt gió các kiểu cực đã. Nhưng mà các bạn phải xuống dưới thấp cơ. Ở trên cao này cảm giác dễ bị bạn ăn bắn lắm. Ồ, chúng nó trên trời cả anh em ạ, không đến nào ở dưới ấy. Ui ui ui, làm sao? Xế đi. Xế đi mấy đứa. Ui, nhảy lên cao các kiểu kìa. Mình cho các bạn xế luôn này. Đúng rồi, xế mình đi. Cho các bạn xế thoải mái luôn nhá, mình trêu các bạn luôn này. Ui, nó hơi vấp tí anh em ơi. Hơi vấp ở những cái chỗ địa hình như này. Xuống dưới thấp thôi anh em ơi. Ở trên cao thì cho nó sấy cho đấy. Đúng rồi, chạy bot này. 6 thằng nữa nha mọi người. Làm sao sấy mình đi. Mình lướt qua người cho nó luôn anh em ơi. Chơi này luôn đâu xa đâu. Đâu xa đâu. Chạy nhanh nào. Thôi anh chơi với mấy đứa thế đủ rồi. Chạy thôi mọi người. Đang tính đấm tay headshot chết thằng kia nhưng mà thôi. Tại vì là xung quanh chỗ này cho nó đông người lắm. Đậu xanh là làm sao, chạy nhanh nào anh em ơi. Đổi hướng. Ok các bạn ơi, xuống dưới thấp nào. Mình còn có mỗi một tỉ máu này, mình nghĩ là nếu mà zip bo cuối thì cũng ok, không sao. Mình chơi form mà. À đâu, mình add tính năng của form anh em. Tốc độ như này để bắt thằng cuối này. Rồi, có giỏi xem mình đi các bạn ơi. Cho các bạn xế mình thoải mái thôi nhá, chúng nó đang ở trên trời hết cả rồi thì phải này. À đù, làm sao. Một đứa chơi cũng giống mình này. Một đứa chơi cũng giống mình anh em ơi. What the hell, hay là chơi giống kẹo cả, làm sao. À, ý tưởng lớn gặp nhau à. Vãi trưởng. À đù. Hai đứa bật giày lên xong chơi đấm nhau anh em ơi. Thế là kinh rồi, ok đấm nó được một phát này. Ôi vãi trưởng. Sai lầm rồi. Bây giờ nào anh em ơi. Xuống dưới cái đã. Ui. Xuống dưới thôi mọi người ơi. Xuống dưới thì kẹo chạy mới nhanh được. Ok, lướt gió này. Nhưng mà hết túi máu mới tiêu rồi. Phần này sao chơi. Có mỗi ba lô không có máu các kiểu này. Thôi xong. Phần này có khi mất top rồi anh em ơi. Ham đập nhau với thằng kia cơ. Có khi mất top anh em ạ. Thằng kia khả năng cao nó nhiều máu hơn mình rồi. Vãi trưởng, thế này thì hơi căng rồi anh em ơi. Làm sao qua đây. Đấm nhau không bạn đây. Đấm nhau không bạn đây. Ok. Yes, top 1. Adu. Đơn giản thôi, anh em có giải bật này, anh em top 1 đơn giản mà. À đây là giải phản lực nha anh em. Với cái mẹo và thủ thuật thì kẹo đã chỉ với anh em chơi như thế. Đơn giản như vậy là mình đã có được một trận top 1 với một kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.